Dần sao đổ bộ giải Kim Kê năm 2023, địch đánh Nhật Ba Vương Nhất Bác được đèo tên. Giải thưởng Kim Kê năm 2023 được cho là sẽ có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, địch đánh Nhật Ba Vương Tuấn Khải. Kim Kê là một trong những giải thưởng lớn của điện ảnh Trung Quốc. Không chỉ những vị đạo diễn, nghệ sĩ gạo cội mà loạt diễn viên trẻ tuổi hot nhất hiện nay cũng sẽ xuất hiện tại đây. Theo đó, danh sách khách mời tham dự lễ khai mạc sẽ bao gồm Chu Nhất Long, Trương Dịch, Ngô Kinh, Tử Tranh, Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nhất Bác, Vương Tuần Khải, Vô Thích, Địch Đệ Nhật Ba, Vương Hạc Đệ, Doãn Hạo Vũ, Vu Hòa Vĩ, Tôn Dương. Đây đều là những diễn viên có tên tuổi và tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc. Danh sách đề cử giải thưởng Kim Kê năm 2023 vẫn chưa được công bố, nhưng cộng đồng mạng dự đoán sẽ có những bộ phim nổi bật như Cô Gái Mất Tích, Chu Nhất Long, Nghê Ni, Đường Về Vạn Dặm, Trương Dịch, Vương Tuần Khải. Trong đó có Cô Gái Mất Tích có khả năng sẽ làm nên chuyện khi có doanh thu khổng lồ và nhiều lời đánh giá tích cực từ người xem lẫn giới chuyên môn năm ngoái chủ nhất nông giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trở hành ảnh đế trẻ tuổi nhất kim kê với bộ phim nhân sinh đại sự nữ diễn viên xuất sắc nhất hề mỹ quyên với song ập Ring, trần khải ca lâm siêu hiền và từ khác được vinh danh đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm trường tân hồ